Mai Lý xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện văn hóa được thực hiện bởi Công lý Melia. Và trong chương trình của ngày hôm nay, xin mời quý vị gặp nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông Nguyễn Quang Minh. Chương trình với tiêu đề Đất đai và địa khí học năm 2024. Xin chào ông. Chào quý vị. Dạ vâng. À, thưa ông, thì trong thời gian vừa qua, đặc biệt là năm 2023, ngành nghề bất động sản gặp rất là nhiều khó khăn không phải chỉ là đất nước ta mà là trên toàn thế giới hầu như là khó khăn vậy thì hàng năm khi mà hết niên vận ông cha ta thường đúc kết các kinh nghiệm và đưa ra dự báo trong các lĩnh vực của đời sống trong lĩnh vực đất đai hay gọi chung là bất động sản đề tài mà chúng ta đưa ra hôm nay đang hết sức chú ý và ông có đánh giá gì về vấn đề này trên cơ sở kinh nghiệm và văn hóa việt thưa ông từ ngàn xưa cho đến nay mọi sinh vật đều lấy thiên khí làm bản nguyên của sự phát triển và tồn tại. Bất động sản hay đất đai cũng thế. Người ta đã từng nói đất thì có tuần, dân thì có vận. Nếu chúng ta nhìn một cách tổng quan trong suốt cả một quá trình qua thì đều biết có những quốc gia thì thiên tai, có những quốc gia thì dịch bệnh, lại có những quốc gia thì chiến tranh. đây là là một cái điều quan sát nếu chịu rộng ra thì nó có một cái gì đó nó đang ăn khớp với các cái tổng kết của cái văn hóa Á Đông không phải chỉ xảy ra chúng ta mới quan sát hệ thống lại toàn bộ cái chuỗi văn hóa và kinh nghiệm họ đã lờ mờ nhận biết rồi chứ không phải chỉ đến khi xảy ra người ta mới biết yeah. cái việc mà chúng ta đang đề cập đến cái địa khí của năm 2024 năm đắt thiền thì căn cứ theo nhiều học thuật và cái học thuật trong cái tam nguyên kiểu vận thì họ có đã xác định được cái thứ nhất là, là trong học thuyết vận khí cái năm giáp kỷ hóa thổ thổ đương lệnh trong khi cái liên vận và tiểu vận ngũ hành thổ hỏa hỏa thổ tương sinh nhau chỉ có điều rằng trong thiên văn học nhị thập bát tú của người truyền thống việt cũng thế thì người ta tính được khoảng 180 ngày tính từ ngày mậu tuất mùng 4 tháng 2 năm 2024 là mốc khởi điểm Vâng. Wow. Họ có thể tính chính xác được khoảng thời điểm mà cái lĩnh vực này trên toàn thế giới chứ cũng không phải chỉ là Việt Nam chúng ta. Sẽ có những cái cuộc chuyển động ngoạn mục. Cái này tôi khẳng định đã vượt quá cái tầm giới hạn nhận thức của con người. Bởi vì thực tế thế này, cái ngũ hành thuộc kim của năm mà chúng ta xảy ra cái dịch COVID-19 năm đó yeah. là họ đã biết rằng kim thắng thế mà trong tạng phủ trong con người kim ứng với phổi họ đã biết rằng cái lĩnh vực này sẽ sẽ gặp cái sa sút vào năm đó người xưa người ta người ta cho rằng năm 2019 là một cái năm mà loài người sẽ mắc bệnh phổi còn sau này chúng ta đặt covid rồi đặt các cái tên là do chúng ta đã gọi còn thuộc tính thì về bản chất vẫn thế thế thì tới năm 2024 chúng ta đang rất lo lắng bởi vì các cái đề tựa cho cái việc mà có phát triển không thì đang mong manh bởi vì một cái quốc gia sát chúng ta là Trung Quốc họ cũng đang gặp cả những cái biến cố đó một quốc gia già giàu nhất nhì trên thế giới còn đang trao đảo về cái cái khó khăn này thì Việt Nam cái việc mà chúng ta còn phải cấn cá lo lắng cân nhắc cũng là phù hợp nhưng căn cứ theo lý luận của người Á Đông nói chung và kinh nghiệm của ông cha chúng ta nói riêng thì đều được một nhận biết vào những năm giáp kỷ là những năm khí hóa thuộc thổ thổ cục là biểu trưng của đất đai của nhà cửa hay gọi chung là bất động sản thì những năm đó dù cái nhận thức thực tiễn của chúng ta tới đâu thì quy luật của tự nhiên nó vẫn phát triển nó phát triển không phải chỉ là cái việc mà con người tạo nên nó bản thân các trật tự tự nhiên cũng đã được phát triển theo tôi nói ví dụ như tại các điểm của mũi cà mô chúng ta cái việc mà khi mà chúng ta bị sạt lở rất nhiều tại phía đông thì tại tây của vùng đó được bồi lấp rất là dày kéo ra và hiện tượng này không phải chỉ ở việt nam tất cả các quốc gia thì đều được trả lại đất trong những lúc mà bị sói nở do nhiều năm gây ra thế thì từ thực tiễn tự nhiên là chúng ta đang được trả lại một cái thuộc tính vật chất của tự nhiên yeah. thì cái yếu tố đó bằng kinh nghiệm truyền thống người ta cho rằng khi mà các cái nhịp hoạt động của con người trở lại cân bằng thì tính tất yếu vẫn là tính tất yếu các nhu cầu các vấn đề phát triển các vấn đề mở rộng đều là một nền tảng cho thấy rằng chúng ta sẽ đi qua cái cái sóng đó nói chung và đối với Việt Nam hay các công việc thuộc về ngành nghề bất động sản sẽ có tín hiệu tốt nhưng cần phải biết rằng năm giáp thìn là một năm đầu tiên của một chu kỳ mới giống như vạn vật một hạt lúa gieo xuống không thể vừa với gieo chúng ta đã có kết quả chúng ta đã có những giống tốt có những phương tiện tốt của tiểu vận 8 tức là cái đương thời chúng ta đang có tôi nói ví dụ một dự án đã xây dựng vững chắc về mặt thủ tục tính pháp lý tốt sở hữu tốt đúng luật đấy là cái đã có sẵn và cái thời cơ khi được đảm bảo đúng luật mọi chuyện hoàn chỉnh thì cái thời cơ khi đến họ chỉ việc trên cái nền tảng đó để để phát triển đấy cũng là một cái cái, cái cái nhận xét mà từ từ cái thực tiễn căn cứ theo lý luận thì chúng ta đều cho rằng sau khoảng chừng 4 tháng tức là tôi đánh giá sau hết quý vâng, 2 của năm 2024 vâng. thì chúng ta sẽ từng bước sẽ đi qua những cái gian chuân và những cái sóng gió của của những cái năm vừa qua vì thực ra nếu mà nhìn thì chị thấy dịch bệnh rồi sức khỏe không có ai làm ăn gì cả yeah. chống phá về cái việc giữ gìn với cái sức khỏe còn 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 vất vả thế thì làm sao mà làm bây giờ thì dịch bệnh được đẩy lùi mọi chuyện đã được ổn định thì cái việc mà phải trở lại cái nghiệp hoạt động là hoàn toàn rất là bình thường yeah. thế thì trên cái tinh thần như vậy <laughs> thì với cá nhân tôi ấy, thì cho rằng năm 2024 là một năm có cơ sở để chúng ta yên lòng và chắc sẽ cố gắng là sau lập xuân tức là sau ngày 4 tháng 2 dương lịch thì nên có những cái tập trung tuyệt đối vào để chuẩn bị sau tháng 8 năm 2024 thì chúng ta sẽ có những cuộc thay đổi lớn mà chắc chắn ngành nghề sẽ tiếp tục sẽ phát triển như vũ bão trong những thời gian tới. Đây là cái câu chuyện ngoài lề thôi ạ. Yeah. Qua các cái buổi ngoài lề ngồi nói chuyện thì uh, thấy là tình hình chung là đang rất là khó khăn về nhất là ngành bất động sản ấy ạ. Yeah. Nhưng mà riêng ông thì ông vẫn cứ khẳng định rằng năm 2024 là sẽ có sự khởi sắc. Mọi người vẫn cứ... Có nghĩa là những người mà khi mà người ta hiểu rồi thì, thì người ta thấy đấy là một cái tín hiệu rất là mừng mà những người mà chưa hiểu hoặc lần đầu tiên được nghe cái thông tin này thì người ta bảo đang đang khó khăn như thế này mà lại lấy cơ sở đâu để mà lại nói rằng là nó khởi sắc và nó lại tốt đẹp và riêng cá nhân tôi thì tôi rất là tin và hy vọng đây là một cái đánh giá đúng đắn và cái tín hiệu vui cho bất động sản vì năm 2019 đầu năm trong dạ. cái đánh giá khí vận ông cũng đã từng nói rằng là cuối năm 2019 nhân loại sẽ phải đối mặt với bệnh phổi dạ. và phổi rất nặng đã dạ. xảy ra dạ. Dạ. và rất rất nhiều những các cái thông tin ông nói bằng cái kinh nghiệm của mình thì tôi thấy là rất là rất là hữu ích và nó thực tế ạ và hy vọng đây là một thông tin vui cho ngành bất động sản. Dạ vâng. Thế này chị nhớ, nó có dạ. còn một cái việc nữa như thế này. Người ta đã từng hệ thống bằng số đếm Yeah. người ta tính ví dụ như Trung Quốc tất cả những cái công trình xây dựng họ ngồi họ đếm yeah. họ tính toán rằng đủ cả cái số dân đó vào ở những cái công trình xây dựng ra yeah. thì vẫn thừa để họ liên hệ cái sự khủng hoảng và sự khó khăn tôi nghĩ là không phải tôi chứng minh nếu chúng ta lấy lương trung bình của bất kỳ một công dân Việt nào chứ tôi chưa nói được cái công dân nào trên thế giới để cộng trừ lại thì chúng ta sẽ trả mua được cái bếp ở chứ đừng có nói đến mua cái nhà thế thì chị bảo là đã có ai ngồi ngủ ngoài đường đâu không có ai ngủ ngoài đường cả người nào cũng có một tài sản ở bất kỳ cái gì cũng đều được gọi là tài sản mà nếu như hạch toán bằng lương thì chắc sẽ không bao giờ có như thế yeah. vậy thì Vậy thì cái mà không nhìn thấy cơ. Đúng chúng rồi. ta đang bàn về cái không nhìn thấy. Dự báo là những yếu tố mà chúng ta phải nhìn được cái tính trong nhận thức không kiểm soát được nó. Vâng. Và tôi khẳng định ngành nghề bất động sản sẽ có những cuộc phát triển mãnh liệt và mạnh nhất trong cả 10 năm qua chứ không phải chỉ là cái năm 2024. bốn, yeah. Bởi vì cái sự phát triển, cái nhu cầu và tính cận đại hiện đại, đương đại và những cái nhu cầu thiết thực thì con người ta bởi cái tiến trình chúng ta đã có kết quả chung của nhân loại là rất tốt mà nhất là các quốc gia đang phát triển thì cái việc nhu cầu đó tôi nghĩ là tất yếu chúng ta đang mở mang từ đường cao tốc hệ thống hàng không các bến cảng thì các công trình xây dựng sẽ luôn luôn đi song hành với các công trình đó và đó cũng chính là một trong số những yếu tố để đánh giá về cái hệ thống bất động sản của việt nam nói riêng và trên toàn thế, thế giới nói chung. Vâng. Thế thì đây cũng là một cái mà tôi cũng có đưa ra những cái những cái đánh giá đó để chúng ta tham khảo. Dạ vâng. thưa ông thì tôi cũng có nói nghe ông nói rằng là 4 tháng Tức hết là 4 tháng hết, đầu năm. Hết cái hai cái quý 2. ông ừ. có thể cho biết cụ thể hơn một chút được về cái sự khởi sắc của cái ngành nghề bất động sản được không ạ? chúng ta thì không đi sâu vào trong cái kinh doanh này, vâng. bởi vì bất động sản chỉ là một thuộc tính ở trong các các kinh nghiệm bàn về thổ nhưỡng dạ. đất đai dạ. của của ông cha mình. người ta không phải chỉ là xây nhà, Đúng rồi. người ta còn phải mở mang bờ cõi, vâng. người ta còn phải mở rộng những cái và khai hoặc khai hóa những cái nơi mà hoang dã để trở thành hữu dụng cho con người được sử dụng trong từng quốc gia vân vân. Yeah. Thế thì theo cái lịch mà người Việt tính thì tôi tôi nhắc lại là cái toàn diện một đời sống của của người Việt người ta tính một năm cho một cái người nông dân người ta cũng tính được như thế này. Từ ngày mùng một Tết yeah. người ta tính trong vòng 10 ngày họ lấy hệ can chi để bằng kinh nghiệm họ đã xét được cái này gần sát với thực tiễn yeah. trải qua nhiều nghìn năm mới chứ chả phải là một năm hai năm họ tính thế này. Ngày mùng 1 là, là, ngày Giáp Thiền. Ngày mùng 2 Tết là ngày Ất Tỵ Và cứ như thế họ luận cho tới ngày mùng 10 Thế thì họ đọc thành một khẩu quyết của năm 2024 như thế này Nhất Long Trị Thủy Bát Nhật Đắc Tân Mà Tam Nhân Phân Bính Và Thập Ngưu Canh Điền Đây là bốn cái thông tin tổng quát gần như một cái toàn cảnh Tam Nhân Phân Bính người ta cho cái bánh kinh tế một cái miếng bánh kinh tế của toàn cầu nói chung và cái kinh tế Việt Nam của chúng ta nói riêng giống như một cái bánh chia chỉ có ba người ăn thì chắc là rất nò đủ cho nên các cụ cho rằng vào năm 2024 chúng ta sẽ rất sung túc. Thế còn cái kết quả của con người thì người ta lấy chữ này này là bát nhật đắc tân tức là ngày thứ 8 tân thuộc kim kim là kết quả tài chính sự nghiệp của con người thì phù hợp với cái cách tính của một cái học thuyết được gọi là tam nguyên kiểu vận người, người ta tính từ ngày mùng 4 tháng 2 dương lịch năm 2024 cho tới ngày mùng 4 tháng 8 dương lịch 2024, 180 ngày này thì chúng ta còn phải rất cố gắng nó sẽ thuận tiện dần lên từng nên từng tháng, lên từng tháng đấy. Yeah. Nhưng bắt đầu để mà có một cuộc khởi sắc sắc thật sự một cái nền tảng được gọi là phát triển thật sự thì phải sau ngày mùng 4 tháng 8 tương ứng với chữ bát nhật đắc tân tức là con người ta sẽ bắt đầu có những kết quả, có những thành tựu. sẽ lấy mốc từ ở đây. Thế còn trong thiên văn học thì năm nay ngũ tinh đã bắt đầu đảo các cái vị trí. Ví dụ như sao thủy từ vị trí của chùm huyền vũ là nằm ở vị trí của chính bắc di chuyển về phía tây là sao vị hay sao tất thì người ta đều được coi rằng cái khoảng thời điểm của hai cái mũi thời gian tương ứng với nhau. Như thế các cái thông tin được chồng vào với nhau thì người Việt họ đã rút ra được một kinh nghiệm rằng sau các biến cố, sau các cái năm tháng ngày cuối của các tiểu vận khi mà nhân loại đã vượt qua được những biến cố đó thì họ lại tiếp tục đạt một mốc phát triển cao hơn so với à. những cái điền vận khác. Đấy là những cái tổng kết. Rất là tuyệt vời. Nếu như mà cái dự báo của ông trở thành hiện thực À, dạ đây là một tín hiệu vui xin cảm ơn sự uh, chia sẻ phân tích của ông và um, hy vọng là những cái quan điểm mang tính dự báo góp phần uh, cho những cái động lực tích cực để uh, sự phát triển kinh tế chung và bên uh, ngành nghề bất động sản nói riêng xin chúc sức khỏe ông xin chào, xin chào ông chào mình dạ mai lý xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm đến chương trình câu chuyện văn hóa và nhân dịp năm mới mai lý xin kính chúc quý vị sức khỏe hạnh phúc bình an chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau